Khả năng lực thứ 3 của đáp án hình cầu này là xe 9 bình 8. Đen bình xe mày đổi nhằm giản hóa cục thế. Nước cờ mang tính ổn định, vững chắc. Đến đây, cờ đỏ có hai khả năng đi quân. Một là pháo 5 bình 4 và hai là tượng 3 tiến 1. Còn như đỏ đi pháo 6 lùi 2. Cờ đỏ tiên thủ. Khả năng đi quân sắc đỏ, pháo 5 bình 4. Đỏ lên pháo đuổi xe, nước cờ tranh tiên. Đổi lại, như đỏ đi tượng 7 tiến 5. Hai bên ngang thế. Như đỏ pháo 4 tiến 1. Cờ đỏ hơi ưu. Mời các bạn xem lại cách đi quân này.
Cờ đỏ hơi ưu. Khả năng đi câu thứ hai, cờ đỏ hình cờ này là tượng 3 tiến 1. Đỏ bay tượng ra biên là chuẩn bị đổi tốt nhằm thông mã. Đỏ nổ pháo ăn tốt đầu. Đổi lại như đỏ đi pháo 5 bình 4. Hình thế hai bên đối chọi. Như đỏ pháo 5 tiến 4. Hình thế hai bên đối chọi. Mời các bạn xem lại các đôi đi.
hai bên đối chọi. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.